Vào chiều ngày 30 tháng 11 tại Hà Nội đã diễn ra lễ tổng kết giao lưu văn hóa văn nghệ thể thao của học sinh khiếm thị ba miền Bắc Trung Nam. Chương trình có gần 100 học sinh tiêu biểu và giáo viên tham gia. Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục Đà Nẵng, trường phổ thông đặc biệt Thành phố Hồ Chí Minh và trường phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu Hà Nội đều là những đơn vị chăm sóc giáo dục trẻ em khiếm thị. Tuy mô hình giáo dục có những nét khác, song các trường đều hướng tới giáo dục hòa nhập dành cho trẻ khiếm thị. Chính bởi vậy, hoạt động giao lưu là cơ hội để học sinh khiếm thị ba miền được cùng nhau trải nghiệm, chia sẻ những kinh nghiệm trong giáo dục hòa nhập, là sân chơi bổ ích giúp cô trò các trường dạy trẻ khuyết tật hiểu, đồng cảm và hợp tác gắn bó thân thiết với nhau hơn. Diễn ra trong 3 ngày, các đoàn tham gia cuộc giao lưu lần này đã đi viếng Lăng Bác, thăm Văn Miếu, giao lưu văn nghệ tại hội trường của trường phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu, giao lưu văn hóa, thể thao và các hoạt động vui chơi bổ ích.